Đúng đó, đúng rồi. View sát vô. Ủa cơ, dễ thương. Mọi người ăn đi, không có mập đâu, đừng sợ. Ăn đi, không có mập đâu, đừng sợ. Em nói chương trình này căng thẳng áp lực lắm nên cố tình mua cái bánh này cho mọi người ăn để có năng lượng mới lát quay. Gần đúng nhất. Ăn không biết ngon hả? Ở lại hát. Tập gym, đàn ông con trai tập gym mà ăn như mèo hử gì đó. Không, hồi trước cũng vậy, anh cũng vậy. Thôi, cuộc đời mình sống để ăn mà anh ơi. Tự nhiên làm khổ mình chi vậy? Bụng anh Nhân là sống muối không á? Muối không không anh? Ồ, lát nữa đoán coi là bụng anh Nhân bao nhiêu muối? Trả lời đúng rồi. Lát nữa anh sẽ tự vạch ra cho mọi người kiểm tra. Không, thực ra là một muối. Hey. Ngon, nãy giờ anh nhìn thấy phô mai ngon nè. Ăn đi anh. Miếng là biết ngon rồi. Ăn nhiều là ngán đó. Anh phải ăn như cục mai, ăn ngậm như nó tan như đúng rồi. Cái ọt vô. Nè, anh phải có hẳn một chiếc. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Rồi trong người. Tối nay về anh một tuần tập mình gỡ lại. Người anh nhiều trứng lắm rồi, có cần trứng nữa đâu. Trời ơi, anh mà là to chất lượng không đó. Trời ơi, anh mà to chất lượng không đó. Trứng một ngày đó. Trứng gì anh ơi, đây nè. Mở miệng ra. No. Đó. Không. Buông tay em ra và người đừng nói nữa chỉ ngàn câu ấy ân mặn nồng anh hơi. Không. Đúng không? Không, không. Về anh tập gym lại một buổi là hết không à. Được. 2 3 nè, ăn nè, ăn nè. Đến đây làm chi rồi vội đi lời tôi nói yêu tôi làm gì rồi vội quên tình tôi người đánh tâm vậy sao xóa đi bao kỷ niệm nói chi lời gian dối rất là dễ bị dụ dỗ các bạn. Tinh thần tập gym làm gì, một chiếc bánh nhỏ nhỏ nho nhỏ thôi phá thành một cái body của anh. Ngon. Ngon đúng không? Miếng nào, miếng nào. Thôi ngon, hết ngon. Miếng nữa, hết ngon. Ngon, ngon. Ăn phải ăn 2-3 miếng nè. Hết ngon rồi. Nè, ngon. Dở. Dở. Tập gì mà chi thiệt á. Anh bỏ hết những cái ngon làm với nó. Ăn ngon đúng không? Ngon, ngon miếng nữa nè. Miếng nữa nè. Rồi. Anh chối bỏ tình cảm của em. Em cho anh nhiều tình cảm quá sao anh dám nhận? Trời ơi, anh nhận đi, em cho hết đó. Nè, ăn, ngon. Mum là cái cá cược anh là nếu mà anh thua là sẽ mua đồ cho shop của bả cho vợ anh mặc suốt đời, còn nếu anh thắng là anh muốn ăn cái gì là bả sẽ mua cho anh suốt đời. Giờ mà à quá, mình đứng ăn gì nè. Nhưng mà lúc anh trả anh đâu có nói là anh ăn tổ yến đâu. Hôm bữa là mình có tổ yến với bầu ngư. Anh nói là ăn bất cứ gì nha, bớt ăn gian lại đẹp đẹp, bớt ăn gian lại. Muốn ăn gì nè. Mình ăn gì gọn gọn với anh, cua răng me đi. Nước cua. Em không ăn thích cua, không thích cua Cà Mau, em thích ăn cua Hoàng Đế cơ. Chào chứ. Cái món gì mà dao mà nó nguội vẫn ăn được? Cua đó ăn hải sản là sao ăn nguội được? Chứ dao không nguội sao ăn? Nó bao á. Tụi yến ăn nguội được anh. Có đem đồ ham đồ ăn thêm không con? Không. Ai có? Thực ra anh cũng có cái nhà hàng hải sản gần đây. Nếu thích anh vẫn giao qua được và anh sẽ tự mua nhà hàng anh ăn. Mà người ta phải trả tiền thấy đâu nữa không? Ở bên anh là có Ngọc Quáp, cô Tuyết. Có Alaska, có cá tầm khổng lồ. Nói chung câu gì cũng có. Ủa nhà hàng anh là quán ăn dân dã mà. Đó là quán cơm, cơm quê, còn này nhà hàng hải sản khác nữa. Khác mà chưa, ông chưa có anh không? Nhiều lắm, anh không nhiều không? Lắm. Ghê vậy. Thôi ăn mấy món ăn dân dã đi, dạo này đầy bụng quá, ăn mấy kia đầy đạm. Với lại bên đó có mấy sò dương sống. Mấy tiếng trộn đâu được nữa. Hấp, ngon lắm. Bây giờ đi quay cái này ăn hải sản dơ tay lắm. Không, anh có kêu bé nó lột giùm chứ. Mà mọi người có ăn không? Hải sản hả? Tự ăn chứ. Mọi người hãy trả lời thật lòng đi. Ví dụ như mình no, mình không muốn ăn thì mình cứ trả lời là bớt nói thì kêu 1kg, nói nhiều kêu 5kg. Nói anh chưa thiệt đó. Mình đâu có ăn được đâu, mình gọi đem về cũng được chứ. Ok ok, đem về đi, đem anh về nó tiện đi, hơn. Nó tiện về nhà hơn. Bây giờ nè, ở đây có 5 người thì kêu 5kg, chia em 5 hộp, mỗi hộp ký chắc là quay. Đúng rồi, thiệt đó, đừng có giỡn. Lần trước, đi, anh, lần trước cái vụ vi cá tổ yến của My Trang vậy nè, mọi người cứ nói giỡn á. Ừ, một phần, một phần, một phần. Ai ăn xúc vi cá hải
Dạ em ăn. Ai ăn chưa đây? Em. Cô bữa rồi tôi thương cô á. Bà đang nói ăn gì? Cái đó mua sinh tố thôi, cái bà La Gọc. Không, tổ yến đi anh ngon lắm. Cũng được. Order đi. Dạ. Order xong anh Giang họ lại báo. Anh 3 triệu mấy phần nè. Ôi, 3 triệu mấy tội nhỏ lắm, 2 mấy triệu tội lắm. Vậy đã lấy phần nhiêu? Mấy trăm được rồi. Nó dạ để em đổi lại. Quỷ Ngọc, phải sao vậy? Em ăn toàn 3 triệu mấy phần không hả? Mà giết Vi Dung hả? Thôi để em đổi lại. Mà bà Lan Ngọc cũng ép. Bà Lan Ngọc đang nói order, cái xong Lan Ngọc nháy mắt. Ý là yên tâm đi, không order đâu, nháy mắt. Xong rồi bà order thiệt luôn. 6 phần. Ngọc, đặt đi Ngọc. 6 phần. Bao nhiêu sao? 3 triệu 21 trăm 6 đồng. Đội này mới ra thấy đoàn kết ra. Mỗi người bơi kiểu. Sao bơi kiểu? Này chắc về sớm. Về sớm. Kính thưa, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa anh Trường Giang cũng như là chị Harry Won và hai bạn cùng chơi. Ôi đẹp quá. Ôi đẹp thiệt. Thấy chưa? Đẹp thiệt. Bước ra cái là bên kia nó tối thui luôn. Diễn viên, người mẫu, hoa hậu, ca sĩ có hết ha. Thì đội này giống như bộ phim điện ảnh vậy đó. Đẹp quá, đẹp quá. Ừ. Đúng là nhìn sáng sáng. Diễn viên, người mẫu, ca sĩ, hoa hậu, ca sĩ. Không, em là mỗi ca sĩ không thôi chứ không phải diễn viên, không người mẫu. Nãy giờ nói em có người mẫu hồi nào? Anh chỉ 3 lần em. Anh chỉ 2, đây là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, còn em là ca sĩ thôi. Em người mẫu sao được mà người mẫu là phải đẹp chứ. Cái gì vậy? À, tức là so coi là đẹp hơn anh đó. Anh chưa bao giờ đẹp bằng ai trong showbiz hết trơn. Thiệt, anh là người xấu nhất showbiz. Nhưng anh là người duyên dáng nhất. Cái nhỏ này sao á. Chỉ sao chân thành mà thôi. Bé thiệt, em tôi càng ngày càng trưởng thành. Như vậy là chương trình xin được phép bắt đầu. Anh ơi, cái gì vậy? Người ta đi catwalk đẹp biết bao nhiêu, em ra giống như con lật đật vậy. Ta nói như vậy. Em đang làm cái gì vậy? Bình thường em làm MC với anh để em nâng cái đẹp của em. Nhưng mà hôm nay có nhiều người đẹp, em cảm thấy giống như em ở đó em thấy bị dư thừa. Em đứng ở đây phim đẹp thì nó có gì đó nó nâng cao cái em đang sai lầm đó. Bà Thủy, bà đang dụi em xuống kìa. Người ta cao như vậy, người ta đẹp như vậy, em đứng vô chi vậy? Về đây. Em qua đây. Trời đất ơi, trời ơi, thiệt luôn, không dám đứng gần nói chuyện luôn. Không, qua nói chuyện đi cưng. Ôi, qua nói chuyện đi mà. Không, em đứng ở đây được rồi. Không sao đâu, đứng kia bên Thủy nè hả. Ông chị vẫn đẹp. Đây nè, đẻ cái tay qua đây là thấy sang trọng liền nè đó. Ừ. Cho Harry hỏi. Tại sao? Một câu. Em thì MC anh, em được quyền. Cho Harry hỏi nha. Mắc mớ gì mà tại sao tự nhiên bịt mắt đàn như vậy chi? Cái đó là chửi người ta đó. Cơ duyên nào hoặc là lý do gì, nguyên nhân nào, động cơ nào thúc giục tận đáy lòng bạn? Chứ ai nói mắc mớ gì. Nói về nghệ sĩ là đừng bao giờ nói về số tuổi. Đúng rồi. Nghệ sĩ là người những người không có tuổi. Tuổi tâm hồn. Là sao? Tức là em năm nay em không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái tâm hồn của em lúc nào cũng nói em là 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi mà thôi. À vậy đó hả? Tuổi tâm hồn em nó xạo với chính lương tâm em luôn hả? Những người không quay lại thì không được biết về nhà xem TV vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Giống như cái nút bấm vậy. Giống như một không cái dám bộ luôn. Máy bấm phạt nó, bấm phạt nó. Tới giờ cho ăn, ăn tới giờ cho ngủ là ngủ. À. Không phải người. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Hồi em thấy 3 vòng đầu tiên á, mình đơn giống như quá. Mình đơn giản quá. Mình không có lừa lọc. Dạ. Mình không có xảo quyệt. Từ vòng này chúng ta sẽ không như vậy nữa. Dạ. Hãy sống là chính mình đi Harry ơi.
bản chất xấu xa của em đâu. Hãy mang ra đối xử với mọi người đi. Cái xấu xa của em học tên Giang đó.